Thưa quý vị, sau khi Đà Nẵng nối lại các đường bay quốc tế đến thành phố từ ngày 27 tháng 3 năm 2022, thành phố đã liên tiếp đón nhiều chuyến bay quốc tế với số lượng khách quốc tế tăng cao. Điều này cho thấy du lịch Đà Nẵng đang phục hồi một cách mạnh mẽ, qua đó góp phần phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2022, tổng lượt khách tham quan du lịch thành phố Đà Nẵng ước đạt hơn 254.000 lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 7,4 nghìn lượt khách, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, trong thời gian từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, có khoảng 600 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng, trong đó có 18 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc. Với lợi thế về biển và việc tổ chức hàng loạt các sự kiện hoạt động hấp dẫn trong dịp lễ vừa qua, nhiều du khách cho biết đã có thời gian thư giãn tận hưởng du lịch trọn vẹn tại thành phố. Tôi yêu Đà Nẵng. Tôi thấy không khí tại thành phố rất sôi động, đặc biệt bãi biển Đà Nẵng rất đẹp. Về đêm lại có nhiều hoạt động đặc sắc và thú vị. Chúng tôi rất thích. Thật sự Đà Nẵng rất nổi tiếng với người Hàn Quốc vì tôi đã từng nghe nhiều bạn bè, người thân đi du lịch Đà Nẵng về kể lại. Ngoài chuyến đi lần này, tôi cũng cảm nhận được rằng vì sao Đà Nẵng lại nổi tiếng như vậy? Vì đúng là thành phố rất đẹp và an toàn. Tôi hy vọng sẽ có nhiều dịp đến du lịch tại thành phố. Theo một số công ty lữ hành chuyên khai thác khách quốc tế nhận định, dịp lễ vừa qua đã tạo đà để thu hút khách quốc tế đến với Đà Nẵng trong đợt hè và các tháng cuối năm. Bên Anh vẫn đã có nhận rất tương đối một vài booking của đối tượng khách là thị trường châu Âu đổ về đây. Thì tuy không có nhiều nhưng mà cái lượng người ta ở lưu trú lại ở đây khá là dài. Cho nên là đó là một tín hiệu tích cực và đôi khi mà đã có những một số đường bay quốc tế đến tới trực tiếp với Đà Nẵng. Cho nên là bọn Anh đang tập trung vào đó để khai thác. Trong năm 2022, ngành du lịch Đà Nẵng dự kiến hai kịch bản. Với kịch bản 1, phấn đấu tổng lượng khách lưu trú dự kiến đạt 3,5 triệu lượt khách, tăng 3 lần so với ước thực hiện năm 2021. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 180.000 lượt, tăng 1,6 lần. Kịch bản 2, lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt khoảng 2,1 triệu lượt khách, tăng 87,8% so với năm 2021. Khách quốc tế ước đạt 100.000 lượt. Thành phố đang chuẩn bị các điều kiện và xúc tiến các đường bay đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xúc tiến các đường bay quốc tế khác từ các nước ở khu vực Đông Bắc Á cũng như khu vực châu Á, sở lịch cũng như các sở ban ngành, các địa phương cùng các doanh nghiệp. Chúng tôi đang nỗ lực để chuẩn bị các cái điều kiện phục vụ khách về cơ sở vật chất, về nguồn nhân lực và về sản phẩm mới để có thể phục vụ khách chu đáo và làm hài lòng khách khi đến với thành phố Đà Nẵng. Sắp tới, Đà Nẵng sẽ đăng cai sự kiện diễn đàn phát triển đường bay châu Á vào tháng 6 năm 2022. Thành phố kỳ vọng thông qua sự kiện này sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn đối với ngành hàng không nói chung và ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng, góp phần khôi phục và phát triển các đường bay quốc tế, thu hút đầu tư và du lịch đến Đà Nẵng. Việc tổ chức thành công diễn đàn phát triển đường bay châu Á năm 2022 sẽ tiếp tục khẳng định thành phố Đà Nẵng là điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á, là trung tâm phát triển hàng không, du lịch năng động của Việt Nam và khu vực.